Thưa quý vị và các bạn, sữa công thức được sử dụng khi mẹ không thể hoặc không đủ điều kiện để nuôi con bằng sữa mẹ. Nhưng hiện nay nhiều bà mẹ mặc dù có thể nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ nhưng vẫn chọn sử dụng sữa công thức cho con. Điều này có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ. Trên thị trường hiện nay có đủ loại sữa công thức được bày bán, từ sữa nội địa đến hàng nhập khẩu. Giá cả thì cũng tùy loại, nhưng rẻ cũng phải 200.000 đồng một hộp, còn đắt có thể lên tới cả triệu đồng. Nhiều bà mẹ đã lựa chọn mua sữa công thức thay vì cho con bú sữa mẹ chỉ vì sự thuận tiện. Vì một vài lý do thì mình đã lựa chọn sữa công thức để nuôi con. Nhưng mà mình thấy thì ngoài cái việc mà nó tốn về kinh tế thì mình thấy nó cũng có một số cái tiện ích khi mà nhất là khi mà mình đi ra ngoài hoặc là đi công tác thì mình cũng yên tâm vì con cũng không bám mẹ quá. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tỷ lệ trẻ được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu tại tỉnh Lào Cai trong năm 2021 là gần 74%, nhưng 6 tháng đầu năm nay tỷ lệ này chỉ còn 67%. Từ đó cho thấy việc nuôi con bằng sữa công thức đang trở nên phổ biến bởi nhiều bà mẹ chưa nhận thức đúng về tác dụng của nuôi con bằng sữa mẹ, lầm tưởng về sự ưu việt của sữa công thức qua quảng cáo của nhà sản xuất. Bên cạnh việc gây tốn kém về mặt kinh tế, nuôi con bằng sữa công thức còn ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ. Không ít trường hợp trẻ sơ sinh tử vong do dùng các sản phẩm sữa, thức ăn dinh dưỡng không đảm bảo nguồn gốc. Nhiều trẻ nhập viện được xác định bị viêm ruột kết, lộn ruột, mắc bệnh tiểu đường, viêm tai. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cha mẹ lạm dụng sữa công thức và thức ăn dinh dưỡng. Vì thế, trong những trường hợp không được sự chỉ định của bác sĩ thì không nên sử dụng sữa công thức cho trẻ. Nên cho trẻ bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu và tiếp tục bú đến 24 tháng. Vì sữa mẹ là thức ăn hoàn chỉnh nhất, thích hợp nhất đối với trẻ. Trong thành phần của sữa thì có rất là nhiều các chất dinh dưỡng, như là khoáng chất này, như vitamin và chất đạm, chất béo. Cùng với lợi ích về sức khỏe, việc nuôi con bằng sữa mẹ còn gắn bó tình mẫu tử, người mẹ có nhiều thời gian gần gũi con. Đó là yếu tố tâm lý quan trọng giúp cho việc phát triển hài hòa của trẻ.